Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy bơm tăng áp ha, đến từ thương hiệu Hitachi. Mã sản phẩm là WTB200GX2 ha anh chị. Thì đây là cái bộ phận hộp ha. Thì con này sở hữu cái bầu tròn nha. Thì mình có để sẵn ra bên ngoài đây để giới thiệu review cho các anh chị xem cho nó chi tiết hơn ha. Đây, em ở đây ha. Thì với sở hữu là bầu tròn nên bơm tăng áp rất là tốt. Và đây, thương hiệu Hitachi là thương hiệu của Nhật Bản thôi các anh chị, và xuất xứ tại Thái Lan. Thì đây là cái bộ phận mà tem thông số kỹ thuật ha. Đây anh chị có thể xem thông số kỹ thuật. Thì con này với công suất của nó là 200W ha. 200W thì dùng được cho nhà từ 3 tới 5 tầng ha, và 3 tới 4 toilet thì đẩy rất là tốt. Và bên cạnh đó thì lưu lượng của nó là đạt tới là 200 kPa ha. Rồi hút sâu 8 mét đây, đẩy cao 18 mét ha. Đẩy cao 18 mét và lưu lượng nước đây 39 lít min đây trên phút đây ha. Rồi cái mà đạt cái cấp độ tối đa thì là 47 lít trên phút ha. Lít nước trên phút. Rồi đây là đường ống vào đường ống ra đây, đây thị đây. Rồi men Thái Lan ha các anh chị ha. Các anh chị hãy xem men Thái Lan số series ha, Hitachi. Rồi thì đây là cái xung quanh phần máy đây, như các anh chị thấy đó, xung quanh máy. Bộ phận này là cái ốp bảo vệ ha, thì là mình nhựa rất cao cấp và che nắng che mưa cho em nó đây ha. Rồi đây là cái đường ống nước vào đây, đường ống nước vào thì nằm ở trên ha. Chân đế thì như các anh chị thấy thì chân đế đây cũng được khắc logo Hitachi rất là đẹp, chụp nổi luôn. Và chân đế thì được làm bằng nhựa ha, có con ốc để mình vẫn cố định vào luôn nha các anh chị. Thì cái này thì có đục lỗ sẵn luôn ha. Đây là cái đường ống nước ra đây, các anh chị để thay thế hai bên. Nếu các anh chị ở bên đây cái đường ống của anh chị nó cháy lệch thì đây, đó, bên đây nó cũng có một cái đường ống nước ra này ha. Mình muốn thay đổi thì mình chỉ cần mở ốc mình đổi hai bên thôi ha. Rồi bên trong thì bây giờ mình sẽ tới bên trong phòng máy đây. Đó, bên trong đây. Đây ha, bên trong. Đây các anh chị thấy thì đó, đây là động cơ ở trước ha, motor và đường ống nước vào thì được làm bằng đồng các bạn ha, bằng đồng hết. Đây bộ phận là bằng đồng. Phía trên thì được làm bằng nhựa nha. Đây cái thanh dẫn được làm bằng nhựa. Relay cách nhiệt cách điện nha. Thì cái này rất là an toàn, Hitachi thì dòng rất là an toàn và xài rất là êm ái ha, chạy êm không mình có tiếng ồn. Rồi tiếp theo đó thì đây là cái relay, như mình đã nói thì nó sẽ cách nhiệt ha, nó báo nhiệt cho chúng ta. Nếu mà quá nhiệt thì tự động ngắt ha. Nếu mà có gì đó gì có mà điện mà yếu hay là có gặp trục trặc về điện thì nó sẽ tự động ngắt luôn ha, rất là thông minh. Rồi tiếp theo đó thì bên trên đây thì cái bộ phận này là bộ phận mồi nước các anh chị ha. Bộ phận mồi nước đây thì trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải mồi nước đó, chúng ta phải mồi nước cho nó đầy bình thì áp của nó mới bơm, nó mới đủ áp ha các anh chị, lưu ý về vấn đề đó. Rồi ok, đây là cái tụ nguồn của nó ha, đây là cái tụ nguồn của máy ha. Đó, tụ nguồn màu đen ở phía trên phần motor đây, có cộng dây mát đây anh chị. Đây, dây mát cũng khá là dài. Dây điện đây, dây nguồn 220 hai chấu. Thì xài máy bơm thì đa số thì sẽ cắt cái hai chấu này để mình nối điện trực tiếp luôn ha. Đó. Rồi mẻ đây ha, thông số đây. Ở phía sau thì như các anh chị thấy phần nhựa đây nó còn dính bụi của nhựa không ha. Máy mới 100% ha, hàng chính hãng Hitachi xứ Thái Lan, bảo hành 12 tháng, chế độ bảo hành 12 tháng ha. Máy này rất là đẹp. Rồi nếu các anh chị và các bạn có muốn quan tâm thêm về cái dòng máy mà bơm tăng áp
của thương hiệu Hitachi á, thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video ha, để mình hướng dẫn trực tiếp cho các anh chị ha, để biết rõ hơn và nên dùng dòng nào cho tầng nào và cho bao nhiêu tầng ha. Đó rồi, đây là cái quyển sách mà hướng dẫn sử dụng phiếu bảo hành đây ha, của thương hiệu Hitachi đây, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng ha. Đây, sách hướng dẫn sử dụng phiếu bảo hành. Rồi bên trong thì có cái lọc nước luôn nha các anh chị, được tặng kèm cái lọc nước nữa. Rồi thì cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Video lần này mình đã giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy mà bơm bầu tròn của thương hiệu Hitachi. Mã sản phẩm mình đọc lại cho các bạn xem nữa là mã sản phẩm là WTB 200 gửi thai ha. Nếu các bạn có thắc mắc thì muốn tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp với mình ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.